Tính đến hiện tại, những người nào đã trì hoãn việc mua xe ô tô mới sẽ phải trả thêm tiền do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và chiến tranh ở Ukraine. Mối quan hệ giữa các nhà cung cấp đã bị gián đoạn, một số nơi đã phải dừng sản xuất. Điều này làm thời gian nhận xe mới kéo dài hơn và giá tăng lên đáng kể. Mà không chỉ giá xe mới tăng, giá xe cũ cũng đã tăng ở Cộng hòa Séc. Chỉ trong 6 tháng qua, giá của một chiếc xe ô tô có trang bị cơ bản đã tăng trung bình 37.000 korun, nhưng việc tăng giá vẫn chưa kết thúc. Chuyên gia kinh tế Lukas Kovanda nhận xét rằng trong năm tới giá ô tô cũ cũng sẽ tăng khoảng 30%. Đầu tiên là do dịch bệnh COVID-19 đã làm nguồn cung chip bị ngừng lại. Hiện tại dây cáp được sản xuất ở Ukraine bị hạn chế do chiến tranh đã làm nhiều khách hàng mua xe mới phải chờ tới 1,5 năm. Do đó nhiều người trong số họ đã quyết định mua xe cũ. Tuy nhiên giá xe cũ cũng đã tăng lên. Trong quý đầu năm nay, giá xe cũ đã tăng khoảng 15%, một số xe tăng khoảng 26%. Những người muốn mua xe có thể tự phân tích rằng một xe giá 250.000 korun vào năm trước thì hiện tại sẽ có giá khoảng 300.000 korun.